Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English. Và hôm nay Thanh quay trở lại với chuỗi khóa học về chuẩn hóa phát âm online. Thì Thanh dành tặng cho tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Ama English. Và bài hôm nay đó là bài học về ending sound, khái niệm âm cuối. Âm cuối có nghĩa là gì? Ending sound. Chắc hẳn là mọi người đã nghe rất là nhiều về cái khái niệm này rồi, âm cuối, bởi vì khi mà các bạn đã học phát âm hoặc các bạn đã tìm hiểu về tiếng Anh giao tiếp hoặc là tiếng Anh thôi, thì chúng ta đã phải nhắc đến cái khái niệm âm cuối, bị nhắc là chúng ta phải đọc cái âm cuối, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bóc tách cái âm cuối, tức là cái gì? Thì hôm nay Thanh sẽ giải quyết cho mọi người 4 vấn đề. Thứ nhất, đó là âm cuối là gì? Âm cuối là gì? Thứ hai là tại sao phải đọc âm cuối? Có phải là tất cả khi mà mình học giao tiếp hoặc là mình học tiếng Anh thì mình sẽ nghe thì khái niệm là ending sound, tức là âm cuối ở trong tiếng Anh. Vậy thì tại sao chúng ta phải đọc và nó có vai trò, nó có quan trọng khi mà mình đọc âm cuối không? Thứ ba đó là có mấy loại âm cuối, có mấy loại âm cuối? Và thứ tư đó là chúng ta sẽ đi vào luyện tập để xác định, thực hành và xác định cái âm cuối trong tiếng Anh như thế nào. Alright, so what is ending sound? Vậy thì âm cuối là cái gì? Đúng không? Vậy Thầy đưa cho mọi người một cái khái niệm rất là đơn giản thôi. Thực tế là cái tên của nó đã nói lên cái khái niệm của nó rồi. Đúng không? Âm cuối chính là âm gió của từ hay hoặc là âm đứng cuối cùng của từ đó. Đúng không? Âm cuối mà thì là âm đứng cuối cùng của từ đó. Thì mình gọi là âm cuối thôi. Ở đây Thầy có 6 từ ha. Vậy thì chúng ta thử xem nhá. Từ đầu tiên là âm đứng cuối cùng. Mọi người thử xác định cho Thanh xem là cái âm đứng cuối cùng của những cái từ này là gì. Từ đầu tiên Thanh có từ visit. Visit. Theo mọi người thì đâm âm cuối là âm gì ạ? À chính xác rồi, rất là đơn giản đúng không? Đó âm t, t. Visit. Đúng không? Visit. Tiếp theo mình có từ stopped. Again. Stopped. Stopped. Theo mọi người âm cuối là gì ạ? Có phải là âm D không? Có phải là ED không? Không phải đúng không? Nó là âm t. À, ở đây mình học là gì? À, ở đây mình có là ED, tức là khi mà động từ ở dạng quá khứ hoặc là dạng phân từ 2 đúng không? Có quy tắc thì chúng ta phải thêm ED vào cái động từ đó. Và cái động từ đó sẽ được đọc là gì đây? Mình sẽ có mấy loại? Mình sẽ có 3 loại cách đọc ED này. Thì cái bài học ED này mình sẽ học ở cái bài tiếp theo về sau. Sau cái bài này Thanh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phát âm của các từng âm ED một. Thế nên là mọi người sẽ học cái bài đấy ở phần sau. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào xác định cái âm cuối và khái niệm của âm cuối là như thế nào thôi và có mấy loại âm cuối. Alright. Thế nên cái từ này ha, ED ở đây mình sẽ không học là ED hay âm D mà mình sẽ học là T, đúng không? Nó sẽ được phát âm là T. Mình sẽ đọc là stopped. Again, stopped. Đây là anh Mỹ thì mình đọc là stopped. Còn anh thì cái chữ A dài này mình sẽ đọc là âm O ha. Mình hay nghe là stopped hơn đúng không? Stopped. Chính xác rồi. Tiếp theo Thanh có từ đi bộ ha. Đi bộ. Theo mọi người cái từ này âm cuối là gì nhỉ? Thanh đọc thử nha. Walk. Again, walk. Yeah, chính xác rồi. Âm K đúng không? K, k, walk. Tiếp theo mình có âm từ tiếp theo này. Từ cười đúng không? Mình sẽ đọc là gì ạ? Laugh. Again, laugh. Âm cuối là gì nhỉ? Có phải là âm GH không? Âm H không? Không phải đúng không? Mà chúng ta sẽ đọc là âm gì ạ? Âm F. Đúng không? Laugh. Again, laugh. Chính xác rồi. Next one, Thanh có từ she đúng không? Thì âm cuối là gì đây? Rất dễ. She. Âm E đúng không? She. Next one, Thanh có từ places. Places. Thì âm cuối của nó là cái trong trường hợp này tức là gì ạ? Danh từ được thêm số nhiều thì nó lại được phát âm là thêm s vào đây đúng không? Thì cái s ở đây mình không phải lúc nào cũng phát âm là s gì đâu ạ, mà nó sẽ được trong trường hợp này thì nó phát âm là ez. Tại sao lại như vậy? Ez, tại sao lại như vậy? Thì có một cái bài riêng về cách phát âm của âm cuối của ez luôn, được chưa? Và cái này mình sẽ đọc là places. Again, places. Chính xác rồi. Vậy thì ở đây mấu chốt là gì ạ? Thanh chốt cho mọi một kiến thức hả? Có phải âm cuối là nó sẽ được trùng với cái từ cuối cùng của cái từ đó không? Không phải đúng không? Ví dụ ở đây từ visit thì cái từ âm T là âm cuối và chữ T cũng chữ cuối nó trùng nhau. Walk thì chữ K trùng nhau. Nhưng mà ở đây stopped, âm D ở cuối cùng nhưng mà nó không được phát âm như vậy, nó phát âm T đúng không? Hay là laugh, GH là cuối từ nhưng mà nó lại phát âm là âm F, được chưa?
hay là she, tức là places cũng như vậy. Như vậy thì lưu ý ở đây mình là âm cuối là âm đứng cuối cùng của từ đó, chứ không phải là cái từ cuối cùng, được chưa? Chứ không phải là cái chữ cuối cùng của từ đó nhá, nó là âm đứng cuối cùng của từ đó, chính xác chưa ạ? Ok, great. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là có mấy loại âm cuối và có nên học nên đọc âm cuối hay không khi mà mình nói tiếp tiếng Anh hoặc là khi mà mình học tiếng Anh? Thì câu trả lời là có, chúng ta bắt buộc phải phát âm cái âm cuối. Bởi vì sao? Bởi vì như các bạn đã từng nghe rồi thì cái âm cuối nó như là, nếu các bạn không nói âm cuối á, không đọc cái âm cuối á, thì các bạn cảm tưởng như khi mình nói tiếng Việt mà không có dấu ấy, đúng không? Thì nó là tôi đi đến trường, mình là tôi đi đến trường, tôi đi đến trường. Nó ngang ngang phè phè như vậy ấy. Và bản chất cái hay của tiếng Anh nó là cái âm cuối. Cái hay của tiếng Anh là âm cuối mà các bạn hình dung ạ. Vì cái âm cuối nó tạo nên cái ngữ điệu, cái nhịp điệu ở trong các cái từ cũng như là trong các cái câu đó. Thế nên là khi chúng ta nói hoặc là giao tiếp tiếng Anh thì chúng ta phải đọc cái âm cuối. Về thứ hai, khi mà các bạn không đọc âm cuối thì khi mà người nước ngoài nói thì các bạn không thể nghe được. Không thể nghe được người ta nói gì, bởi vì bản chất ngôn ngữ của ta là có cái từ âm cuối đó và người ta phát âm chính xác và mình phát âm sai, chính vì vậy mình không nghe thấy, đúng không ạ? Thế nên chốt cho Thanh Hà, chắc chắn phải đọc các âm cuối cho đàng hoàng, cho tử tế, đừng có đọc lướt, đừng có mất âm hay nuốt âm gì cả, được chưa? Khi mà các bạn đạt được một cái level nhất định nào đó về phát âm hoặc là về giao tiếp tiếng Anh rồi thì các bạn có thể đọc lướt một số âm, các cái kỹ thuật đọc lướt để cho cái câu của mình đọc trôi chảy hơn, hoặc là bỏ mất một số âm để cái câu văn của mình nó mượt mà hơn, thì cái đấy là các bạn lên một level khác rồi. Thì hiện tại các bạn hãy tập cho Thanh Hà từng từ từng chữ thật rõ ràng, được chưa? Rồi, câu hỏi thứ ba là có mấy loại âm cuối? Mình ở đây có ba loại âm cuối, đó là gì ở đây? Ok, vậy thì có ba loại âm cuối ở đây. Loại thứ nhất là loại gốc từ. Tại sao loại gốc từ? Là sinh ra đã như vậy và nguyên gốc đã như thế rồi, được chưa? Vậy thì các bạn thử cảm tưởng đi, khi mà cái từ nguyên gốc của nó là có cái âm đó mà các bạn lại không đọc, thì liệu các bạn có nghe thấy người ta nói gì hay không? Hoặc là liệu các bạn đọc, các bạn giao tiếp, các bạn nói ra thì cái người đối diện người ta hiểu, có hiểu hay không? Không hiểu, đúng không ạ? Đó, thì là vai trò rất là quan trọng của âm cuối, đúng không? Và ở đây Thanh lấy ví dụ Hà, mình có từ face. Theo các bạn âm cuối là gì ạ? Face. À, chính xác rồi. Âm cuối ở đây sẽ là chữ S. À, right, face. Nhớ nhá, lưu ý cho Thanh này, các bạn ghi xuống cho Thanh một cái lưu ý này. Nếu mà các cái từ nào tận cùng là chữ E ha, từ nào tận cùng là chữ E, đa số ha, đa số thì chúng ta sẽ E là âm câm, ghi lại nhá, tận cùng là chữ E thì E là âm câm. Đa số khoảng 95% các cái từ. Ngoài ra có một số từ như là be này, đó, she này, thì E là không phải là âm câm, đúng không ạ? Be, she này, he này, nó tương tự như vậy thì E nó không phải là âm câm, còn đa số là âm câm. Và ở đây khi mà các bạn thấy chữ C, E đúng cuối từ thì luôn luôn chữ C sẽ được phiên âm bằng chữ S nhá. S, đó. Thế nên cái từ này mình không đọc là không đọc face, vì mình đọc là face. Again, face. Vậy thì âm cuối của từ này là âm S, bản gốc, nguyên gốc của cái từ này, cái từ khuôn mặt đấy, đúng không? Nguyên gốc của cái từ này đó là cái âm S rồi, được chưa? Chứ không có thêm bớt gì ở đây cả. Tiếp theo, từ thứ hai mình có từ run. Âm cuối là gì ạ? Run, đúng rồi, âm N. Chữ N là có âm cuối nha mọi người. Rất nhiều người đọc là run, run, run hết. Nhưng mà bắt buộc cái âm cuối nó vẫn có cái độ ngân nga của cái chữ N ha. Run, again, run, đúng không ạ? Run, chính xác rồi. Đó. Tiếp theo mình có từ cook. Âm cuối là gì ạ? À, dễ rồi đúng không? Nó trùng với cái chữ cuối cùng luôn. Đó là chữ k. Cook. Again, cook. Đó, là gốc từ, nguyên nhân sinh ra đó đã là như vậy rồi, cho nên nó cũng có âm cuối. Tiếp theo, mình có loại thứ hai, đó là loại S và ES. À, cái này rất nhiều khi mà các bạn học ngữ pháp thì các bạn đã biết rồi. Cái này mình sẽ có áp dụng khi nào? Khi mà là danh từ số nhiều có quy tắc hoặc động từ được chia ngôi thứ ba số ít, đúng không? Danh từ số nhiều có quy tắc hoặc động từ chia ngôi thứ ba số ít. Ví dụ ở đây mình có danh từ book là một quyển sách, đúng không? Book, một quyển sách. Còn thêm số nhiều mình phải thêm S vào sau. Mình sẽ đọc là books. Alright, được chưa? Quyển sách, có nhiều quyển sách phải là books. Rồi, vậy thì loại này mình sẽ có ba cách phát âm là S, Z, EZ. Thì ba cái trường hợp này mình sẽ được học ở video clip tiếp theo về cách phát âm âm cuối của cái trường hợp thứ hai này.
Được chưa? Rồi các bạn bây giờ tạm thời đọc theo Thanh ha. Books. Thì phát âm là âm này bắt đầu là S đúng không? Chính xác rồi. Books. Tiếp theo. Places. Ở đây mình đọc là place là nơi trốn. Tiếp. Places. Đúng không? Thế số nhiều. Thì S ở đây mình sẽ gọi là EZ. Đúng không ạ? Các bạn đọc theo Thanh à? Places. Again. Places. Next one. Ở đây Thanh có động từ read. Read là đọc. Đọc đúng không? Đọc, đọc, đọc. Read. Thì ở đây mình có, nếu mà chia với ngôi he, she, it thì chúng ta sẽ phải thêm s. Và cái chữ s ở đây mình sẽ đọc là âm z. Tại sao như vậy? Hôm sau mình học ha. Reads. Again. Reads. Chính xác rồi. Loại thứ ba đó là ed. Tức là gì ạ? Động từ chia ở thể quá khứ và hoàn thành có quy tắc. Được chưa? Động từ chia ở thể quá khứ hoàn thành có quy tắc. Thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ phải thêm ed vào cái động từ đó. Được chưa? Và được đọc thành ba cách. Một là t, hai là id, ba là d. Được chưa? Bây giờ Thanh thử phát âm xem mọi người xác định cho Thanh nó là một trong ba cách nào sau đây nhá. Từ đầu tiên ạ, stopped. Again, stopped. Đúng rồi, âm t đúng không ạ? Stopped. Đúng rồi, ed ở đây phát được là âm t. Tiếp theo, smiled. Again, smiled. Là gì ạ? À, chính xác, âm d đúng không ạ? Ed ở đây phát âm là âm d. Thứ ba, wanted. 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 Ok, chính xác rồi, được gọi là id. Id, đúng không? Ok, chính xác rồi. Vậy thì mình đã giải quyết được câu hỏi là có mấy loại âm cuối trong tiếng Anh và nó có quan trọng khi mà mình phát âm cái âm cuối hay không? À, đúng không? Rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ tác động ảnh hưởng đến cái hiệu quả của quá trình giao tiếp cũng như là nghe hiểu của mình. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần áp dụng là các bạn sẽ phải xác định âm cuối của mỗi từ sau cho Thanh. Và các bạn lưu ý ha, nhận cái từ này thì các bạn sẽ dừng video khoảng 1 đến 2 phút, tự tập đọc to những cái từ này lên, thử xem là cái âm cuối của nó là gì. Và thứ hai là sẽ bước thứ hai là sử dụng từ điển check lại cho Thanh ha, check lại cho Thanh xem những cái âm cuối này nó mình khi mà mình xác định nó đúng hay chưa. Được chưa? One minute for you. Go. Alright, các bạn đã hoàn thành chưa ạ? Rồi bây giờ Thanh sẽ chữa cùng với mọi người nhá. Đầu tiên Thanh có từ want. Again, want. Âm cuối là tờ đúng không? Thanh tra phiên âm ở đây cho mọi người sẵn luôn rồi. Want. Next one. Weather. Again, weather. Âm r. Âm r. À, có một số từ điển thì các bạn thấy là chữ r này người ta sẽ để ở trong ngoặc ha. Để ở trong ngoặc. À, bởi vì sao ạ? Tại sao như vậy? Bởi vì cái chữ r và chữ r ấy, chữ R và chữ R nó gần giống nhau về mặt âm. Thế nên là khi mà chúng ta phát âm cũng được mà chúng ta không phát âm cũng được. Thường là anh thì người ta sẽ bỏ cái chữ R để đi. Người ta đọc là weather. Weather. Còn anh Mỹ thì cái chữ R được đọc ồm ồm hơn, đọc với giọng how to say, tức là đọc nó đọc rõ ràng hơn. Thế nên là sẽ có chữ R. Ở đây mình sẽ đọc là weather. Đúng không? Weather. Chính xác rồi. Tiếp theo, từ thứ ba mình có từ change. À, âm cuối là gì ạ? Không phải là GE đúng không? Rồi. Alright. Vậy chữ E ở đây nó là gì? À, E cuối từ là âm câm cho nên chúng ta sẽ bỏ. Thế chữ G ở đây sẽ được phiên âm là chữ J. Được chưa? Strange. Again. Strange. Change. Chính xác rồi. Tiếp theo mình có từ drink. Chính xác rồi. Âm cuối là chữ K luôn ạ. Drink. Number 5. Useful. Again. Useful. À, âm cuối là gì ạ? Chữ L ha. Useful, useful. Rất nhiều người đọc bà yêu á, useful đấy, không phải nhá. Use nó là useful, được chưa? Next one, find, okay, find. Next one, diminish. Rồi các bạn ghi một cho Thanh một cái lưu ý ở đây ha. Khi mà các bạn gặp chữ sh ấy, thì nó sẽ được luôn luôn được phiên âm thành chữ sh dài ha. Thanh gọi là sh dài. Đó, chữ sờ dài ạ, đây chữ này ạ, được không? Khi nào mà các bạn chữ SH thì nó luôn luôn được phiên âm thành chữ sờ dài như vậy. Ở đây mọi người chữ sờ này thì mọi người hình dung không? Thế nên mình sẽ đọc âm cuối âm sh, được chưa? Mình sẽ đọc là diminish, again, diminish, chính xác rồi. Tiếp theo, complete, à E cuối từ âm câm luôn này. Chữ T ở đây sẽ được phát âm cuối là chữ T này. Complete, again, complete. Next one, juice. À, CE rồi, CE thì được phát âm là gì ạ? À, phát âm là S, E câm và C được phát âm là S gì đúng không? Juice, again,
Deuce, chính xác rồi. Down, có một cuối không? Có, là chữ N đấy. Down, again. Down, được chưa? Chính xác rồi. Bây giờ mọi người sẽ về nhà luyện tập, đi tập lại, đọc đi đọc lại rất là nhiều lần các cái từ này cho Thanh, để cho nó quen là phải bật âm cuối ha. Bật âm cuối rõ ràng cho nó, được chưa? Ok. Ok, so that is for today. Đã kết thúc bài học ngày hôm nay thì Thanh hy vọng là mọi người sẽ học được một cái điều gì đó trong qua video clip của Thanh. Và nếu các bạn thấy video clip của Thanh hay thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Amylish để đón chờ rất nhiều các cái chuỗi bài học tiếp theo về phát âm, về giao tiếp, về các cái tips hoặc các mẹo học phát âm của Thanh nhé. See you guys!